nếu mà các bạn ăn ý, các bạn chỉ cần cho thêm ớt vào thôi. Đây là mình pha để mình ăn luôn nhé. Còn nếu mà các bạn ở nhà, các bạn mà làm hàng ấy, thì bác có, các bạn có thể khuấy đều nó lên và cho nó trên bếp lửa một chút. Chắc là cũng phải tầm 5 phút gì đó, nhưng mà lửa nhỏ thôi. Các bạn nhìn cái chất xong món lên rồi. Chẳng nữa mình lên món xong, mình sẽ gửi cho mình đó.